Ôi, dùng mạnh thế nhỉ? Xin chào các bạn, đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau sau một mùa cách ly. Và ngày hôm qua thì mình được một người bạn gửi cho hai món đồ cực kỳ cute và dễ thương đến từ nhà Xiaomi. Đó chính là bàn chải điện thông minh có khả năng rung cực kỳ phê và một máy tăm nước để vệ sinh nhựa. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình mở hộp hai chiếc máy này để xem là có gì thú vị nhé. Intro nào, ten ten. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái bàn chải thông minh này trước nhé. Ten ten. Wow. Đây là nhân vật chính của chúng ta, trông rất xịn sò đúng không nào? Mình sẽ để tạm sang một bên trước nhé. Một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Mình thấy trong đây là toàn tiếng Trung nên không có một chút tiếng Anh nào các bạn nhé. Tiếp theo là một đế sạc không dây, cực kỳ xịn sò phải không nào? Cái này thì mình để đây thì mình sẽ sạc các bạn xem nhé. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem này. Đây là thân máy, cảm giác cầm nắm mình thấy rất là tốt, vừa tay này. Đi kèm theo đó là hai bàn chải với thiết kế hai đầu khá là nhỏ như thế này thì đảm bảo rằng phần đầu có thể đi vào sâu các kẽ răng và khoang miệng, làm sạch hơn rất là nhiều so với bàn chải thông thường. Các bạn để ý kỹ nhé, hai chiếc bàn chải này khác nhau về màu sắc cũng như là khác nhau về chức năng. Một chiếc được ký hiệu là với chữ Wum, với đầu lông chải nhỏ hơn và mảnh hơn, phù hợp với bạn nào có răng nhạy cảm và sợ bị chảy máu chân răng. Còn bạn nào mà thích làm sạch sâu thì dùng bàn chải clear này với những sợi lông khá là dày. Nói chung cái này là tùy thuộc vào sở thích của các bạn, thế nên là theo mình các bạn cứ đánh thử một lần xem phù hợp với cái bàn chải nào hơn nhé. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào. Các bạn lưu ý là các bạn chỉ cần đẩy xuống như này thôi, chứ đừng xoay đi xoay lại nó sẽ hỏng bàn chải nhé. Ở bên trong bàn chải Dr. B này thì sẽ có một motor nhỏ tạo độ rung khi chúng ta sử dụng với tần số rất là cao, 31.000 nhịp trên 1 phút. Kết hợp với bộ lông siêu mượt như thế này thì giúp chúng ta có thể làm sạch mọi bề mặt răng. Bây giờ thì mình sẽ bật cái chế độ rung của máy để cho các bạn xem là chiếc máy này rung phê cỡ nào nhé. Máy sẽ có hai chế độ rung. Cái nút to này là rung mạnh, còn nút nhỏ này rung nhẹ các bạn nhé. Còn đây là tia sét màu xanh, chính là để báo dung lượng pin. Nếu mà máy hình tia sét màu xanh như thế này, tức là dung lượng pin còn khoảng từ 20-100%. Còn nếu máy báo đỏ thì các bạn phải sạc máy vào nhé. Trước đây thì mình hay xài cái bàn chải thông thường ấy, mới mua về lúc đánh răng thì gây kiểu rát chân răng rồi là chảy máu chân răng. Nói chung là rất là khổ luôn các bạn ạ, không biết các bạn có giống như mình không. Thế nên là từ khi có em này mình thực sự rất là hài lòng. Cái điểm thứ hai mình thích trên sản phẩm này đó chính là về khả năng sạc không dây. Với thiết kế rất là nhỏ gọn giúp giữ vững sản phẩm trong lúc sạc. Đấy, cực kỳ nhỏ gọn và tiện lợi phải không nào? Viên pin của chiếc máy này là 700mAh. Nếu mà một ngày các bạn sạc 2 lần thì trung bình sẽ sử dụng được khoảng từ 10-15 ngày. Nói chung là còn tùy thuộc vào sử dụng của các bạn nữa. Và để sạc đầy chiếc máy này thì chúng ta mất khoảng tầm từ 4-6 tiếng. Đặc biệt là chiếc máy này có khả năng kháng nước IPX7. Thế nên là trong quá trình các bạn sử dụng ý, mà vô tình bị nước bắn vào thì cũng không lo là sản phẩm sẽ bị hỏng nhé. Có một điều khiến mình cũng rất là ngạc nhiên về sản phẩm này đó chính là về mức giá. Trời ơi, xịn sò như vậy mà chỉ có 410.000 đồng thôi. Thế nên bạn nào đang muốn mua sản phẩm thì hãy truy cập vào đường link mình để bên dưới nhé. Tiếp theo đó chính là máy xịt vệ sinh răng miệng Sucas W3, vô cùng tiện lợi và thông minh. Ui, xịn sò cực kỳ các bạn ạ. Và đây là chiếc vòi nước của chúng ta này. Mình sẽ lắp tạm vào đây. Bạn phải lắp thật chặt nhé. Và đây là chiếc sạc. Cái này thì sạc của nó ở chỗ nào ta? Đây rồi. Các bạn ạ, cái nắp của nó là bằng cao su ý, tức là để chống nước. Thế nên là các bạn lưu ý cũng phải giữ gìn cẩn thận tránh làm mất nhá. Mất mình nghĩ khá là khó mua đấy. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình khám phá xem chiếc bình này có gì thông minh nhá. Đây chính là cái cổng để các bạn đổ nước vào này. Và cái bình này có dung tích là 230ml. Phía trên này là nút nguồn. Và phía dưới chính là công tắc để chuyển 3 chế độ. Chế độ nhẹ nhàng này dành cho bạn nào mà mới sử dụng. Tiếp theo là chế độ tiêu chuẩn với khả năng xịt khá là mạnh.
giúp đẩy sạch những thức ăn còn dính trong răng miệng. Và chế độ thứ ba là chế độ massage nhé. Và đằng sau là mặt phẳng gai giúp chúng ta cầm nắm tốt hơn, không bị trơn trượt. Và bên dưới là cổng sạc nè, mình có vừa giới thiệu các bạn rồi đó. Các bạn lưu ý nhé, ngoài việc đánh răng mỗi ngày thì việc các bạn sử dụng máy tăm nước này sẽ giúp loại bỏ các mảng bám, tránh sâu răng và gặp các bệnh về răng, và giúp các bạn tự tin hơn khi cười giao tiếp mỗi ngày. Về cơ chế hoạt động thì chiếc máy này sẽ phun ra những tia nước với kích thước rất là nhỏ, chỉ 0,66mm, và tạo ra phản lực là 1.300 lần trên 1 phút, thế nên hiệu quả rất là cao. Vậy nên là các bạn hãy vệ sinh hàm răng của mình ngay sau bữa ăn để lưu thông máu và tránh các bệnh về răng nhé. Còn về dung lượng pin thì chiếc máy này sẽ có dung lượng pin là 2.200mAh. Các bạn có thể sử dụng lên đến 30 ngày liền và chỉ mất khoảng tầm 4-6 tiếng để sạc thôi. Và một điều tuyệt vời nữa đó chính là chiếc máy này cũng được trang bị công nghệ chống nước là IPX7, giúp bảo vệ an toàn cho sản phẩm cũng như là người tiêu dùng nhé. Các cụ bảo rồi, cái răng, cái tóc là góc con người, thế nên các bạn hãy bảo vệ thật tốt hàm răng của mình để tự tin khi giao tiếp nhé. Và với tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn khá là phức tạp, thế nên các bạn càng phải bảo vệ thật sạch đôi bàn tay và răng miệng của mình. Cuối cùng đừng quên like và subscribe kênh YouTube DD View để theo dõi nhiều video hữu ích hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.